cơm tấm Long Xuyên tấp mỡ no nê phủ phê luôn nè. Mắc nhỏ cho mọi người một chỗ bán cơm tấm Long Xuyên, tuy là giá có hơi nhỉnh một chút nhưng mà chất lượng khá là ok. Nước mắm á đã pha chế và nêm nếm theo khẩu vị của người miền Nam cho đỡ ngọt hơn rồi nè. Tại vì hình như mình nghe nói á là cơm tấm Long Xuyên nước mắm sẽ hơi bị ngọt luôn. Mỗi dĩa bên này á giá dao động từ khoảng 38 xu cho tới 65 xu nha. Miếng sườn á thì mình thấy không quá dày cũng không quá mỏng nè. Nêm nếm thì khá vừa ăn, nhất là cái chén mỡ hành tấp mỡ này hơi bị cuốn luôn. Bị cái là cái miếng chả bên này vừa có trứng muối vừa có trứng bắc thảo. Về phần hạt cơm thì hạt cơm khá là nhuyễn luôn nè. Phần này á thì ăn với thịt cắt nè, trứng kho và rau muống muối chua. Cái sợi bì bên này mình thấy cũng rất là ngon luôn. Thịt á thì mềm, trứng kho thì sần sật bên ngoài, thấm đậm vị lắm đó. Mà tôi ăn có tên là cơm tấm Tị Quỳnh, mở số 20/12 Kỳ Đồng, quận 3 nha. Quán bán từ 6 giờ sáng cho tới tầm khoảng 1-2 giờ trưa. Mọi thứ tôi chấm 8 trên 10 điểm nha. Đậu mà cứ hễ đi ngang sang đường Thành Thái là tôi thấy lúc nào cũng đông tấp nập luôn. Nghe danh đã lâu thì bây giờ tụi tôi mới thử nè. Thấy các bạn trên top top nói là rất là ngon luôn thì hôm nay tôi mới thử có đúng như lời đồn không. Một bẹt như vậy thì mình thấy đồ ăn cho khá là nhiều đó. Nào là thịt luộc nè, chả ram tôm đất, chả cua, đậu phụ, bún được nén chặt và rau tươi. Quyền nhất là cái chén mắm tôm có thêm tớp mỡ nè. Mọi người có thể nêm nếm theo như tôi nha. Một muỗng đường, một trái ớt, một trái tắc nè. Tớp mỡ kết hợp cùng với mắm tôm giòn giòn cay cay ngon cực kỳ. Bên này mọi người có thể chia ra thành hai tip để ăn nha. Một là bún đậu cuốn và có thể ăn chấm như bình thường nè. Theo như tôi thấy ăn cái dạng cuốn này nè cũng ngon lắm nha. Kiểu bánh tráng bên ngoài dẻo dai kết hợp cùng với cái mắm tôm mặn mặn ngọt ngọt. Trời sụn này nè mình thấy không có bị rau củ quá nhiều, kết hợp với xoài ăn chua chua ngọt ngọt. Ăn chua rán thì cũng khá là ráo dầu nữa. Điểm trừ là mình thấy quán còn hơi nực một xíu mà bù lại đồ ăn ngon cực kỳ, chả cốm cũng ngon. Kiểu cái chả nó dai dai lắm mọi người. Bún đậu thì phải kết hợp với nước sấu nha. Kiểu chua chua ngọt ngọt. Bún đậu nhà vua tôi ăn số 29 Thành Thái quận 10 nè. Let's go. Theo chân mình đi đến một quán đồ Âu có tuổi đời lâu năm nè. Hai lại là bay đây. Đi một vòng rồi lại quay về với lại chỗ quán quen của mình có tên là Cao Express nè. Mở số 457 đường Sư Vạn Hạnh quận 10. Gồm hai tảng bò siêu to, ba loại sốt khác nhau, còn có thêm cả lườn ngỗng xông khói, xúc xích và rau củ quả để ăn kèm nữa. Theo như mình thấy đi hai người ăn phần này đã no nê rồi nha. Cái hỗn hợp sốt đỏ này nè là sốt BBQ nha. Và ưng một cái là cái thịt bên này á kết hợp với sốt nào cũng thấy ngon hết trơn. Sốt phô mai thì béo béo, sốt BBQ thì dễ ăn chua chua ngọt ngọt. Cái sốt tiêu thì kích thích vị giác lắm nha. Sang đến đó là cái phần bò đốt rượu đã con mắt gì đâu luôn. Kiểu vừa mãn nhãn mà lại vừa ngon miệng á, ăn cùng với sốt tiêu nè. Thấy ưng ý ở cái quán này một chỗ là rau củ rất là tươi luôn nha. Âu mà kiểu lâu đời mà giá học sinh sinh viên á thì tôi thấy chỗ này must try cực kỳ. Món mì ý hải sản gia vị nêm vừa tới nè, hải sản tươi rói nha. Ăn đồ Âu thì nhất định là phải kêu salad rồi đó. Rau thì tươi nè, cá hồi thì không có bị khô đâu. Bên trong thịt ẩm mềm cực. Một điểm trừ á là quán tuy có không gian hơi nóng nhưng mà đồ ăn ngon bỏ qua nha. Mọi người vào video tiếp theo. Tối ra phố thì tôi luôn kiếm một cái quán nước nào mà có thể ngắm Sài Gòn nè. Hôm nay mình thấy trời Sài Gòn cũng có gió rồi đó nha. Nên là phải kiếm ngay một cái quán ngồi lề đường như vậy nè. Chỗ này có tên là Ngóng Bistro, mở số 744 Trường Sa quận 3 nè. Này mình thấy thức uống pha vừa ngon vừa rẻ nữa. Mỗi ly giá dao động chỉ từ 35 xu cho tới 45 xu mà thôi. Không gian thì mát mẻ vừa có thể ngồi quanh bờ hồ nữa. Best seller ở đây thì vẫn là món trà ổi hồng. Trà ổi hồng bên này mình thấy pha không có bị ngọt và hương vị thơm lắm. Về phần trà trái cây thì mình thấy ngọt dịu nè, trái cây sắc rất là nhiều luôn. Nếu mình thấy mấy chỗ như vậy các cặp đôi vẫn có thể hẹn hò vui vẻ với nhau luôn. Nhiều khi cũng đâu có cần như những cái hàng quán xa xỉ đâu đúng không? Món thanh long kết hợp cùng với da cun nè, rồi xong đến xoài kết hợp cùng với da cun, kiểu mình thấy vừa tốt cho sức khỏe mà ngon miệng nữa. Ai mà thích uống béo thì nhất định phải kêu liền cho tôi món sinh tố bơ sầu riêng này nha. Tay cực kỳ nhuyễn và mịn luôn. Cái món chân gà ngâm xả tắc này nè, rồi mình chấm cùng với cái nước sốt độc quyền bên quán. Chiều chiều tối tối thành phố nhộn nhịp, rủ rê tụi bạn ra đây là hết sảy luôn nha. Goodbye.